Rồi, chúng ta sang câu tiếp theo như sau các em. Đấy. Để đo tốc độ gì ạ? Truyền âm của một thanh thép, người ta bố trí một thanh thép có chiều dài là 1350 m. Người A áp sát tai vào một đầu thanh thép, còn đầu B thì người ta dùng để gõ. Đầu đều còn là người ta gõ. Khi A vừa nghe tiếng búa gõ chạy trong thanh thép thì lập tức đứng dậy và sau đó 3 giây mới nghe được tiếng búa trong không khí. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tốc độ truyền âm trong thép bằng bao nhiêu? Câu này được hiểu như sau các em. Ở đây có một thanh thép này dài 1350 m này. Rồi, và đầu này đầu A này người ta gõ ở đây, gõ ở đây. Và đầu này người ta nghe, đầu này người ta nghe. Được chưa? Rồi. Có một vấn đề là gì? Khi người ta gõ thì nó sẽ truyền trong thép các em này, truyền trong thép. Và nó sẽ truyền trong cả không khí. Đúng không? Âm thanh nó sẽ truyền qua hai nơi. Đó là cả thép cả không khí. Và tất nhiên là trong chất rắn thì âm thanh truyền tốt hơn. Chính vì thế mà gì ạ? Chúng ta nghe được gì ạ? Âm thanh ở trong thanh thép trước và sau đó nghe được âm thanh ở trong không khí sau. Vận tốc trong không khí là gì? 340 m/s này. Vậy thì thời gian trong không khí nó sẽ bằng mấy? Thời gian truyền âm trong không khí nó sẽ bằng 1350 chia 340. Các bạn đã được là số xấu thế nhỉ? 13 này, 50 này chia cho gì ạ? 340 này. Các bạn đã được 3,97 giây. Đây là thời gian truyền trong không khí em nhé, trong không khí. Nhưng em biết là trong không khí thì thời gian truyền âm nó mất lâu hơn so với trong thanh thép. Và cụ thể là lâu hơn 7 giây. Đây người ta bảo là sau đó 3 giây đúng không? Nghe được trong thép trước. Rồi sau đó 3 giây thì mới nghe được trong không khí. Vậy sẽ là thời gian truyền âm trong thép nó sẽ bằng là thời gian truyền âm trong không khí trừ đi cho 3 giây. Tại sao lại trừ ạ? Bởi vì thời gian trong thép chắc chắn là nó nhanh nhanh hơn, đúng không? Nó nhanh hơn. Và chúng ta trừ đi cho 3 thì tất nhiên em ra được 0,97. Đây là thời gian trong thép là 0,97. Khi mà thời gian trong thép là 0,97, từ đây các bạn sẽ suy ra được gì? Tốc độ trong thép thì bằng quãng đường chính là 1350 này mà chia cho 0,97 là thời gian. Đúng không? Và cái này bằng bao nhiêu em? Các bạn rẻ ra tốc độ xấp xỉ là 1391, đúng không? 1391 mét trên giây. Đấy, đây là tốc độ truyền âm trong thép các bạn nhé. 1391 mét trên giây. Vậy cái này chúng ta chỉ cho ná em, cho ná. Được chưa? Cho ná.